nguyên nhân khiến trẻ ốm vặt. Trẻ ốm vặt là câu chuyện phổ biến ở các gia đình có trẻ nhỏ. Bé hay ốm, dễ mắc bệnh mỗi khi thời tiết thay đổi, sức khỏe yếu khiến bố mẹ lo lắng không thôi. Tại sao bé hay ốm vặt? Chăm sóc trẻ ốm thế nào mới đúng cách? Hãy cùng theo dõi video chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Đỗ Thị Linh Phương, Trung tâm Nhi, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Time City dưới đây để tìm cho mình câu trả lời nhé! Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ ốm vặt. Thứ nhất, do hệ miễn dịch và sức đề kháng của trẻ còn non nớt. Khi mới sinh ra, hệ miễn dịch của trẻ còn non nớt lại nhạy cảm với tác động bên ngoài. Sau khi sinh, trẻ nhận được một lượng kháng thể miễn dịch từ mẹ qua sữa. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, hệ miễn dịch của trẻ mới dần được hoàn thiện. Môi trường tiếp xúc hàng ngày của trẻ tiềm ẩn rất nhiều các tác nhân gây bệnh. Do hệ thống bảo vệ cơ thể chưa kịp hoàn chỉnh để đối phó, bé phải đối mặt với nguy cơ rất lớn về các bệnh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn như bệnh về hô hấp, rối loạn tiêu hóa. Thứ hai, trẻ ốm vặt do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn phát triển đầu đời còn non yếu, rất dễ dẫn đến tình trạng đầy hơi, táo bón, nôn chớ và không thể hấp thụ hết các chất dinh dưỡng qua chế độ ăn hàng ngày. Điều này lâu dài sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, chứng biếng ăn và thậm chí là suy dinh dưỡng ở trẻ. Ngoài ra, những yếu tố bên ngoài như khẩu phần ăn của trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn, thói quen ép trẻ ăn sẽ gây tác động không tốt đến các sức khỏe tổng thể và tạo điều kiện cho nhiều bệnh ốm vặt xảy ra. Thứ ba, trẻ hay ốm vặt do thiếu vi chất dinh dưỡng. Việc ăn đủ bữa, cung cấp đủ chất dinh dưỡng qua chế độ ăn đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe của trẻ. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ chuẩn bị bữa ăn cho con chủ yếu theo cảm quan mà chưa chú ý tới sự cân bằng về dinh dưỡng, dẫn đến thừa một số chất và thiếu một số vi chất khác. Đó là lý do nhiều trẻ ăn đủ bữa, nhiều thức ăn mà vẫn thiếu chất. Các vitamin và chất dinh dưỡng vốn có trong thực phẩm sẽ bị mất đi hay giảm nếu thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Sau bị héo, trái cây không còn tươi nên mất nhiều vitamin C hoặc bảo quản, chế biến thực phẩm không tốt. Nấu quá kỹ sẽ làm mất hết dưỡng chất. Đây là việc các bậc phụ huynh cần đặc biệt chú ý tới. Thứ tư, sử dụng kháng sinh quá nhiều. Thuốc kháng sinh có lẽ là một trong những giải pháp đầu tiên cha mẹ tìm đến khi con mình bị bệnh. Tuy nhiên, việc cho trẻ sử dụng kháng sinh liều cao vì muốn con mau khỏe đã vô tình tiêu diệt luôn hệ vi khuẩn chính có ích trong ruột. Trong khi đó, 70% các tế bào miễn dịch được sinh ra tại các hạch bạch huyết trong thành ruột mất đi hệ vi khuẩn có ích, khả năng kích thích miễn dịch của cơ thể giảm đi rõ rệt. Hệ miễn dịch suy yếu đi đồng nghĩa với việc trẻ càng dễ mắc bệnh. Khi trẻ hay ốm vặt, cha mẹ cần xây dựng cho trẻ một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý để hạn chế tình trạng này cũng như bảo vệ sức khỏe của các bé. Chế độ dinh dưỡng của trẻ rất quan trọng, quyết định rất lớn đến sức khỏe của trẻ nhỏ. Khẩu phần ăn của bé cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng, các loại vitamin và các yếu tố vi lượng. Bên cạnh các thực phẩm bổ dưỡng như thịt đỏ, trứng, cá, cha mẹ nên cho bé ăn thêm rau xanh, hoa quả để bổ sung chất xơ, vitamin cần thiết. Để hệ miễn dịch của trẻ khỏe mạnh hơn, cha mẹ không nên bỏ qua việc bổ sung lợi khuẩn hay probiotic vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Những nguồn bổ sung lợi khuẩn lý tưởng bao gồm sữa chua, vàng sữa, bắp cải và một số loại phô mai. Bên cạnh một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cha mẹ cũng có thể cân nhắc cho các bé sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung vi chất để tăng cường bảo vệ hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng. Khi lựa chọn các sản phẩm này, các bậc phụ huynh cần chú ý đến nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, khi trẻ ốm vặt, các bậc phụ huynh cũng cần lưu ý cách thức chăm sóc trẻ. Không nên tự ý cho trẻ sử dụng thuốc kháng sinh khi bị bệnh. Nếu sử dụng thuốc, cần có sự kê đơn và tư vấn của bác sĩ. Nên chú ý nâng cao sức khỏe thể chất của trẻ qua các hoạt động thể thao, đồng thời chú ý vấn đề vệ sinh của trẻ. Tình trạng trẻ ốm vặt không thể điều trị dứt điểm trong thời gian ngắn, cha mẹ cần kiên trì, phối hợp cùng các bé, cần quan tâm hơn đến thể trạng của trẻ. Trẻ em như búp trên cành, để các bé có thể phát triển khỏe mạnh, việc tăng cường đề kháng cho trẻ là vô cùng quan trọng. Hy vọng qua video này, các bậc cha mẹ có thể xây dựng được cho các thiên thần nhỏ chế độ dinh dưỡng và chăm sóc tích cực để ốm vặt không còn là nỗi ám ảnh của cả gia đình.
Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.